Em Ni đi Nam Tây Nguyên xin chào tất cả các quý vị đang xem livestream ngày hôm nay. Ngày hôm nay em Ni xin được giao lưu với tất cả quý vị hai cái cùi. Đây là hai cái cùi của người đồng bào ED em Ni đã được lấy từ Madarak cách đây khoảng tầm 100 cây số, rất là xa luôn ạ. Đây là cái cùi với những cái đường nét. Đấy, dệt cùi này rất là đẹp, rất là tinh xảo và rất là chắc chắn luôn. Ấy, trải qua một cái thời gian sử dụng thì những cái cùi này thì có độ đàn hồi co giãn rất là tốt. Ấy, thì đây là cái cùi mà chỉ có em nghe em tư duy á, thì chỉ có những cái người mà xưa, những người mà người lớn tuổi, người già ở trong làng ngày xưa mới đan được cái kiểu này thôi. Còn hiện tại thì không thể đan được cái kiểu này, cho nên là cái cùi này thực sự rất là quý hiếm đó quý vị ạ. Đấy, thì em Ni xin được giao lưu với tất cả các quý vị hai cùi, mỗi cùi là 1.200.000 đồng. Đấy, quý vị nào mà lấy hai cái thì là 2.400.000 đồng. Thế em Ni sẽ đo cái chiều dài của cái cùi thứ nhất này nha. Cái cùi này thì tầm 45-46 phân, còn cái cùi này thì tầm 42 phân. Đấy, tuy nhiên thì em Ni sẽ giao lưu với tất cả các quý vị giá đều bằng nhau cả, tại vì thực sự rất là quý hiếm. Ở ngoài những cái cùi như thế này thì bên Đinh Lăng Tây Nguyên còn có những cái sản phẩm chủ đạo như là Đinh Lăng Tây Nguyên này, Ba Kích Tím này, Ba Kích Tím, Sâm Ngọc Linh này, Amacong và chuối hột rừng này, rất là nhiều cái thang thuốc khác nữa, ví dụ như là Minh Mạng Thang này, rất nhiều những cái thang thuốc, những cái thuốc bí truyền này, rồi những cái loại sản phẩm hữu ích. Đấy, cho nên là quý vị nào cần thì hãy alo trực tiếp tới số điện thoại 0935 029 429 nhỉ. Một lần nữa em xin được chào và xin chúc quý vị có một ngày thật vui và hạnh phúc ạ.